tham gia đóng vai chính gồm kể từ phim ngắn 16:30 cho đến phim điện ảnh. Kỷ niệm nào là đáng nhớ nhất đối với bạn? Thực ra đây là khoảng thời gian mà em Nguyễn nó rất là dài, trong vòng 8 năm lận. Nên là nó có rất là nhiều kỷ niệm đẹp, buồn, vui này nọ. Và chắc chắn là nó sẽ không có bao giờ là một cái kỷ niệm mà em nhớ nhất đâu, nó rất là nhiều kỷ niệm. Thì chắc là em sẽ kể những cái kỷ niệm ở trong từng bộ phim mà em nghĩ là em sẽ đáng nhớ nhất nha. Thì cái kỷ niệm mà em đáng nhớ nhất ở phim 16:30 á là cái cảnh mà em quay ở chân cầu Nguyễn Văn Cừ. Đó là cái cảnh mà em phải khóc, rồi cái dây nái đứt và bắn vô cái mặt em á. Thì đó là cái kỷ niệm rất là đáng nhớ nhất. Thì ok, em sẽ kể về cái vụ mà bắn nái vô á. Thì em sẽ kể cái quá trình làm sao để mọi người khiến cho em khóc được. Sao? Thì bây giờ em sẽ kể cái câu chuyện mà cái dây ná bắn vô mặt em á. Thì đó là cái cảnh mà em rất là sợ. Cảnh đó, thực ra cái cảnh đó em rất là sợ. Tại vì anh Huy á, lúc đó ảnh kêu bây giờ ảnh sẽ có một cái dây ná không, thì ảnh sẽ cầm hai cái đầu dây. Bây giờ ảnh kêu em là em phải kéo ra hết sức có thể, và ảnh chỉ cần buông cái tay này ra bắn cái mặt em thôi là xong. Nghe sợ không? Nghe sợ sao không sợ. Lúc đó còn nhỏ mà, mình giả bộ, mình cứ kéo, mình nói là kéo mạnh rồi, anh Huy ơi, kéo mạnh chưa? Anh nói kéo mạnh rồi. Rồi đó mình đâu dám kéo đâu. Mình đâu dám kéo đâu, kiểu sợ muốn chết à. Nhưng mà cuối cùng thì không biết làm sao á. Sau cái cảnh mà mình khóc được á, lúc đó là nội tâm này nọ rất là dâng trào rồi. Thôi thì lúc đó mình đang lỡ trên đà rồi, nó thôi anh Huy quất cái cảnh đó luôn. Thì anh Huy cứ mình kéo hết sức, ảnh búng cái mắt, thì ảnh buông cái dây ra, thì cái dây nó sẽ búng cái mắt mình. Nó trúng cái đây luôn mà, hên là không trúng cái con mắt nha, trúng cái đây luôn nè, hên thiệt luôn. Sợ sao không sợ. Thì cái cảnh đó là cái cảnh mà mình nghĩ là rất là sợ để đóng. Thì cái cảnh thứ hai chứ cái cảnh bắn ná này là cái cảnh mà mình khóc nức nở. Cái cảnh đó là mọi người đều nghĩ và mình cũng nghĩ là rất là khó để cho mình khóc theo cái cách tự nhiên được á, nhìn cho nó tự nhiên á. Thì lúc đầu khi mà bắt đầu quay phim 16:30 và cũng như là đoàn đi ra cái ngoài chân cầu Nguyễn Văn Cừ để quay á, thì cái khoảng thời gian đầu đó rất là đầy đủ nhân sự. Có nghĩa là có rất là nhiều anh chị ở trong ekip cũng như là ở trong cái khóa đạo diễn của anh mình ra phụ ảnh á. Thì mọi người đều nghĩ là chắc là ở đây có nhiều người chắc có thể sẽ giúp thằng Khoa hoàn thành được cái cảnh đó. Thì mọi người tìm rất là nhiều cách, như là mua nước rửa mắt, hoặc là mua tỏi, hoặc là mua hành, tất thần tật, ớt rồi nọ chà lên mắt em để cho em khóc được. Rồi cũng làm nước mắt giả, và cuối cùng cũng không có ga. Thì sao em nhớ là một hoặc hai ngày thử cái cảnh đó mà cuối cùng thấy không có làm được. Nên là anh em rồi mấy mọi người ở trong ekip cũng quyết định là nói thôi để cái cảnh này để cuối cùng quay luôn. Thì đúng y như rằng tới cuối cùng đúng còn 4 hoặc 3 người. Có hôm thì sẽ có anh công an, ảnh đi ra quay chung với tụi em. Nhưng mà đa phần là sẽ có 3 người, là có em, có anh ông anh Huy và ông anh Phúc. Ông anh Phúc là ông quay phim. Thì lúc đó là ba người cứ đi ra ngoài chân cầu Nguyễn Văn Cừ, rồi cứ để cho em ngồi em lăn lóc, rồi còn hai ông còn lại thì cứ việc làm việc của ổng thôi đó. Thì cái lúc đó là tự nhiên những cái sự ngại ở xung quanh mình không có ngại những cái ánh mắt mọi người nhìn mình nữa. Tự nhiên mình cảm thấy như là mình là thằng bụi đời thật vậy đó. Thì đúng mà. Nên là lúc đó rất là tự nhiên để làm. Thì ngay tới cái ngày cuối cùng luôn á, thì anh mình đã có nói là thôi Khoa, bây giờ còn có hai cảnh cuối cùng mà, thôi bây giờ cưng gán diễn xong cho luôn đi, không có né được nữa rồi. Nói ok, thôi quất luôn. Thì đi ra đó là diễn cái cảnh khóc trước, là xong thấy mấy cái cảnh kéo ná. Thì mình nhớ là cái cảnh mà mình khóc á, là lúc đó là mình thấy là ok thôi, bây giờ là tới cái giai đoạn cuối cùng mà một cảnh duy nhất nữa rồi, làm cho xong luôn rồi, cố lên
Thì cái lúc đó thì mình mới nhớ lại, và anh Huy, mình nhớ lại những cái lời chia sẻ của anh Huy mà trong cái khoảng thời gian mà mình đóng phim 16-30 á, thì ảnh có chia sẻ một cái điều là ảnh có chia sẻ một cái kinh nghiệm là vay mượn cảm xúc, vay mượn ký ức. Thì lúc thì cái khoảng thời gian đầu và cái khoảng thời gian giữa khi mà đóng phim 16-30 á, mình đâu có thể nào mà mình áp dụng cái chuyện đó liền được, mình không có thể nào mình làm được, không có thể nào mà hiểu được. Nhưng mà ngay tới phút chót tự nhiên qua tiếng Việt mất tiêu rồi, Michael là gì ta, thì tự nhiên tới cái phút chót đó nha, là mình sử dụng được cái kinh nghiệm đó liền, sử dụng cái kỹ năng đó liền. Thì mình lúc đó thôi, mình tĩnh tâm lại, trong lòng, trong tâm mình gán, mình nhớ lại những cái điều mà mình buồn nhất, những điều mà xảy ra trong cuộc sống của mình buồn nhất, mình gán làm cho cái tâm lý mình nó dâng lên từ từ. Nhưng mà thật ra thì cái chuyện đó nó chưa có đủ mạnh. Vậy mấy bạn biết làm sao để cho nó đủ mạnh để cho mình rơi nước mắt không? Là anh mình ổng ngồi kế bên mình, ổng mồi câu chuyện cho mình, giống như là ổng mồi tâm lý cho mình vậy đó. Ổng sẽ nói những cái câu chuyện mà liên quan tới cái thằng nhân vật này, nhưng mà trong tâm mình thì mình sẽ nghĩ về một cái chuyện khác, nó không có liên quan về thằng này. Nhưng mà hai thứ đó dung hợp lại đó, nó khiến cho mình rơi nước mắt thiệt, nó khiến cho mình cảm động thiệt. Nhưng mà mình vẫn có còn tâm lý á, bạn hiểu không? Mình vẫn còn tâm lý ở bên trong á. Thì khi mà mình khóc ra nha, mình không có bị mất kiểm soát. Nhưng mà khi mà mình khóc nha, mà mình nhớ á, là mình cũng khóc được 2-3 phút rồi, thì mình không có nhớ là ai hỏi mình là Khoa còn diễn được nữa không. Mình không có nhớ là anh Huy hay là anh Phúc có hỏi mình là còn diễn được nữa không, còn khóc được nữa không. Thì lúc đó là mình còn diễn được, còn khóc được, tiếp đi. Lúc đó mặt mình nó phải gán, phải giữ được cái tâm lý làm cho nước mắt mình cứ nức nở tiếp á, để cho nước mắt tiếp tục mà nó trào ra, rồi mặt mình thì phải tiếp diễn, tiếp đi Huy, tiếp đi. Vậy đó bạn, kiểu mình không thấy vui, mình thấy cảnh rất là vui. Thì khi mà xong thì mình cũng có kể lại câu chuyện đó là mình không biết là mấy anh có nhớ không, nhưng mà đó là cái câu chuyện rất là có kỷ niệm, rất là đáng nhớ với mình ở phim 16-30. Cái kỷ niệm mà mình đóng ở vai chính gồm á, là nó trời ơi, mỗi nơi mình qua là mỗi kỷ niệm mình để lại, giống như là ở đường ray nè, cầu Thủ Thiêm, Bình Hưng Hòa, hay là những cái khu mà ở quận 8. Thì khu quận 8 thì mấy bạn để ý á, là cái khu đó là cả phim gồm và phim 16-30 đều quay tại một cái nơi đó luôn. Rồi là mình cảm thấy giống như là mình quay lại cái nơi mà mình đã từng đi qua, rồi đó cũng rất là vui. Rất là nhiều nơi, kiểu có rất là nhiều kỷ niệm. Nhưng mà có một cái kỷ niệm mà có một cái câu chuyện mà mình nghĩ khiến cho mình vỡ khóc, vỡ cười á. Đó là đôi dép của thằng gồm. Hãy bạn biết làm sao không? Là thường á, các bạn để ý là thằng Phúc nó sẽ mang giày, thằng Rờm nó sẽ mang dép. Thì khi mà mình mang dép á, mà mình diễn đi diễn lại nhiều lần với cái bầu không khí ở Việt Nam rất là nóng nực, nên là mồ hôi chân, mồ hôi kê này nó cứ chảy ra hết. Nên là khi mà mình diễn á, mình cứ hay bị gớt cái đôi dép ra, hoặc là mình xúc đôi dép, hoặc là mình trơn đôi dép, hoặc là kiểu cỡ nào là mình cũng phải xúc cái đôi dép đó ra hết, mình cũng phải gớt cái đôi dép đó ra hết. Mình không có thể nào mà mình giữ cái đôi dép đó trên cái đôi chân mình được. Nếu mà mình phải dí thằng Phúc á, thì không có thể nào mà cái đôi dép đó nằm tồn tại cái bàn chân của mình được. Nó rất là trơn, nó kiểu đạp chân xuống là cái đôi dép nó quẹt ở bên đây liền, là cái bàn chân mình chỉ chạm xuống cái mặt đất luôn, chứ không phải là cái bàn dép. Các bạn hiểu không? Cái bàn dép nó đã lệch qua một bên luôn rồi. Nó nói trời ơi, đương nhiên là bắt đầu rẽ rồi, những cái vết thương bắt đầu xuất hiện từ cái lý do đó, giống như là nó rất là bất cập cho mình để mình chạy qua một cái thứ gì đó, hoặc là mình diễn, hoặc là mình tập trung. Tại vì thứ nhất á, là mình đã không có đeo mắt kiếng rồi, tại vì mình bị cận, nên là cái việc mình chạy ở ngoài đường á, nó rất là thử thách cho mình. Nó rất là thử thách cho mình, và cái việc mà mình phải quan sát tất cả mọi thứ rồi mình chạy, mình phải giới hạn tất cả mọi thứ để không có cho mình bị
chảy máu là như thế này á, nhưng mà không có thể nào mà được hết. Đang diễn thì một hai cảnh thì lại chảy máu một lần, đang diễn một hai cảnh thì lại chảy máu một lần. Nói chung là đúng là dở khóc dở cười thiệt. Thì cũng có mấy anh cũng nói là tại sao thằng Tú nó đâu có bao giờ mà thấy nó chảy máu nhiều như như cưng đâu. Thì thật ra là đó là một cái chuyện mà em cũng kể tới, là tại vì em nghĩ một phần là cũng là do cái đôi dép mà nó ở trong cái bộ phim nó đã khiến cho em đổ máu khá là nhiều. Không, nhưng mà cũng không sao. Ừ, thì đó là cái kỷ niệm mà em đối với lại cái đôi dép của thằng Rờm, nó đã để lại cho em cũng khá là nhiều vết thương ở đùi gối, ở bàn chân này nọ cũng nhiều lắm. Và rất là nhiều kỷ niệm. Em không biết nữa, nếu mà có một cái dịp nào khác thì có thể em sẽ ngồi kể tiếp cho mọi người nghe. Nhưng mà bây giờ em nói cũng gần 10 phút rồi, nên chắc em cúp.